13 tháng 9 cho chị xin bài. Ok chị. Xa thế. Từng ngày mệt nhoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người, rồi bóng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi, lại sợ anh sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Sắp 30 tuổi rồi. Mọi người có thể comment lên được không? Bối hả? Cảm ơn bối nha.